Xin chào các bạn, mình là Thanh Thủy Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các quy trình để sản xuất ra được cái bánh đa như thế này. Đây là bánh đã được nướng rồi ha, đã là thành phẩm đã nướng xong, giờ chúng ta chỉ việc ăn thôi. Còn có loại mà các bạn thích mua bánh sống để đem về để tự nướng thì cũng được ha, cũng có bánh sống. Và bánh này đang được xuất khẩu đi Mỹ rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn từ cái công đoạn mà đã được phơi nắng trước. Mình giới thiệu trước, đó là bánh sống nha các bạn. Thì các bạn sẽ xem cái quy trình gỡ bánh từ líp ra. Và đây chính là còn hình ảnh các bạn đang xem là bánh từ bánh sống đã nướng thành phẩm của đây là chiếc bánh nướng hoàn chỉnh rồi. Và chúng ta chỉ việc ăn thôi ha. Rồi các bạn cùng mình xem clip nha các bạn. Clip hơi dài, gần hơn 20 phút. Cho nên các bạn hãy xem, mình sẽ không tua nhanh bất kỳ một đoạn nào. Tại vì khi mà tua nhanh thì chúng ta không có quan sát được hết tất cả các quy trình của làm ra chiếc bánh như thế này. Rồi, mời các bạn. Bánh bể có để riêng bé. Đó hả? Bé tháng làm được nhiêu lương bé? Nói đi, thiếu bù cho. Bên làm bên đây mình được bao nhiêu công nhân chị? Xe thấy ra đổ rồi. Mà lãi xe rồi phải không? Rồi, chụp xe trả tiền luôn. Bé 17 tuổi rồi bé. Con 12 độ. Ờ, độ. 16 độ. 19 tuổi. 19 tuổi mà nó mới lỗi. Trời ơi, tính cưa nghé làm thỏ luôn rồi hả? Trời ơi, cưa sừng làm nghé, nó cưa nghé làm thỏ luôn. 12, nãy nó 12 tuổi ghê không? Ghê không? Đó. 19 tuổi nè. 12 tuổi hả lâu. Sao nhiêu? Con mới 16 à. Mới 16 hả? Biết yêu chưa? Yêu chưa? Có. Biết chén bánh chén chưa? Dạ rồi, con có làm cái này rồi. À, biết làm hả? Dạ. Ồ, biết làm rồi thì hả? Ngon rồi. 1 lít, 2 lít. Ủa sao ai cũng hai người mà chị làm có người vậy? Chị giỏi vậy? Chơi mình ơn luôn. Ôi biết này là cũ lắm rồi nè. Đây bánh đà mè. Bánh đà tôm ở clip nào bé? Bé, bánh đà tôm ở dãy nào? Dạ. Bánh đà tôm ở dãy nào này, bánh đà này. Bánh kia phải không? Thôi chị gái này đẹp gái dữ vậy ta. Mũi cao mắt to hay miếng rõ luôn. Thôi khỏi quay bánh đa đi, quay chữ đi. Chị đang nhiêu tuổi chị? Em 49. 49 hả? Dạ. Sinh năm 75 hay 76? Đúng rồi, bệnh. Nhỏ mình tuổi đó. Chị 74 ạ. Đúng rồi. Dạ. Vậy chắc giờ nhà chị các cháu lớn hết rồi ha. Đang ế luôn á, chứ cháu gì mà lớn. Ế. Chứ không phải là chê để cho đàn ông họ thèm chơi. À vậy hả? Thôi nói vậy đi cho nó đỡ. Nó đỡ quê đi. Đúng rồi, chị em mình phải nói thế được chứ. Đúng rồi, rồi giờ mình tự nhiên này họ ế, thở ế thế nào nữa. Đúng rồi. Chẳng qua ta để dành cho nó mới, cho đàn ông họ thèm chơi. Ủa chị, nhà chị còn đây không? Nhà em không có ở đây, em ở nhà trọ chị. Ủa vậy hả? Dạ. Thôi kêu tên đi, chị tên gì? Dạ, em tên là Hằng chị ạ. Hằng. Ở đây đa số là nhà xa ở trọ với ở đây, tại chỗ đây chị ạ. Vậy hả? Ủa chị Hằng quê ở đâu? Quê em ở Bắc. Bắc hả? Dạ. Vùng nào? Quê em ở Nam Định. À. Ủa sao giọng Nam Định này mà sao
giọng nó không có đớt như mấy người Nam Định kia vậy ta. Trời, sao này không đớt rồi? Dạ, mấy chứ giọng Nam Định là đớt lắm đó nha. Không, em thành phố hả? Nam Định thành phố hả? Không, thị trấn thôi. Cách thành phố mấy chục cây. Để thị trấn là cũng được rồi. Chứ Nam Định mà ở cái vùng quê quê dưới này, cái giọng nghe hơi nhiều mặn. Khi người ta vùng biển với lại như ví dụ xã này qua xã kia thôi cũng đã tiếng nói. Hàng vậy hàng vô đây lâu chưa? Dạ em vô lâu rồi chị ơi. Vô là ở Tây Ninh mình luôn hả? Hay không, không? Em ở bên Bình Phước. À Bình Phước. Dạ. Xong rồi mới Tây Ninh được ít được 2-3 năm. À. Dạ. Hồi đó ở Bình Phước là làm cao su hay làm cái gì? Em làm điều, cao su, tiêu, cà phê. Rồi sao biết ở đây mà vô? Đi theo trai. À đi theo trai hả? Chị thì để dành cho trai nó thèm, nhưng mà em thì lại đi theo trai. À, trai cho Tây Ninh xuống Bình Phước làm hả? Không. Nữ nông trai từ ở Tây Ninh rồi giờ Bình Phước làm rồi thấy rồi vớt luôn chứ. Bây giờ hàng được mấy bé rồi? Dạ em được 2 cháu ạ. Cháu vậy lớn hả? Nhà em có gia đình rồi. Có cháu ngoại rồi, còn cháu nhỏ, cháu Úc thì đang học đại học Nam Đồng. Rồi. Đi mình qua mình đang. Nên đang nuôi con ăn học nên mới thì đi nào. Lớn thì học thế, xong đại học có gia đình rồi. Nó còn dặn quá. Còn biết còn khổ. Nó có gia đình là mình đỡ lo chứ. Dạ. Nó có gia đình rồi mình đỡ lo chứ. Ủa, chị ấy, bánh tôm ở khu vực nào chị? Bánh tôm, bánh tôm chắc bên kia. Vậy hả? Rồi bên đây còn là bánh mè. Ta đi qua bên kia hết rồi chị. Mọi người đi hết lên đó thôi. Mình còn dần dần đang chạy. Họ đi đâu? Họ đi đi. Ủa nhà hai chị gần đây không? Gần hả? Có bà con không? Đi coi một lít là 2, 4, 6. Được 10 bánh không vậy? Tùy theo có lít. 2, 4, 6 là bên kia bóc rồi nên mình cũng không đếm được. Đi coi. Im để mình đếm là mấy mấy. 9 cái. Dĩ dài dĩ cục. Ngon thì tầm 1 lít về tầm 9 đến 10 cái. Cái máy bên đây là chán không chị? Rồi bye bye hai chị nha. Về qua bên kia. Đây là máy nướng bánh tráng nè. Máy nướng bánh tráng. Thấy cái chân của mình. Chặt phàn để coi coi nhiệt độ. Đây là mình sẽ chỉnh nhiệt độ cho cái bánh bánh mỏng. Bánh mỏng thì nhiệt độ bao nhiêu chị? Nó khoảng 275 độ nhưng mà nó chạy khoảng chừng 20 à, tầm 20. Không biết nữa, nó để gì là 20-30 để rằng là số lớn lên vậy đó. Mình chọn ngay số 20. Máy này là của Việt Nam mình sản xuất luôn hả? Việt Nam mình sản xuất. Nè, cơ sở giải pháp kỹ thuật 4M liên hệ phone Zalo. Đó. Đây có số Zalo luôn ha. Có đường like của website luôn ha. Đó. Cái nội cái đây website nào. Đó là cái đặt máy nha cái nội nhầm mày. Biết ai có nhu cầu đặt máy. Rồi đây là máy này là của Việt Nam mình nha. Rồi, mình bỏ bánh vô đây bên đây nè. Đây là bánh đa mè. Đó, của Tây Ninh. Cơ sở nhà làm đặc sản. Và bánh này đã được xuất khẩu đi Mỹ ha các bạn. Bọc mười trong cái bọc quay sắt có dây luôn á. Đó, hồi nãy là mình quay cho các bạn là clip đã được tráng bánh xong.
Rồi sau khi mà phơi nắng đã được khô thì gỡ rồi đem vô đây và nướng. Dặn lại. À, nó chưa có vàng lắm, mình dặn lại một xíu. À, chỉnh dặn lại chứ. Chỉnh chế độ. Dặn lại. Đây thì phan cho mình bước qua. Đó. Sau khi cái băng truyền này đi ra, mình sẽ kiểm tra cái độ vàng của bánh. Đó em ăn nãy. Nãy em ngủ em đi ra đây cho ăn cho chị. Bánh này chưa được vàng thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên thôi bé. Dạ dặn chậm lại. Mẹ cho chạy chậm lại một chút ha. Đây, mẹ bé ý là cơ sở 1. Cô chủ xinh đẹp. Rồi, chín vàng chưa đấy. Ôi nó thơm quá hả trời. Đường ăn, cái mùi lắm đó. Nó thơm nức mũi luôn. Cái này nó giống như cái băng chuyền ngày xưa mình làm ở công ty, thì một người thả ở trên và một bo giống cái bo mạch của công ty Fusu sản xuất bo mạch của Nhật ấy, là một người thả bo mạch ở trên rồi đi qua bên đây thì bánh chín thì sẽ một người một người lộn ở dưới đấy. Sau khi mà mình thấy là bánh chưa được vàng theo chỉ dẫn để gói đầu thì mình sẽ chỉnh máy cho nó chậm lại. Cái này là chính là tốc độ quay. Đây là tốc độ quay vòng quay. Thì bánh chưa vàng lắm thì chúng ta sẽ cho chậm lại. Hồi nãy mình cho là vòng quay là 20, tốc độ là 20 ha. Thì bây giờ giảm lại. Trời ơi. Đây có nhân viên mới vừa thu nạp đang học việc thử nướng bánh. Dạ đó. Con đang học việc nướng bánh. Đó. Lát cho em học việc. Được rồi, chị chủ xét việc ok rồi thì mình chỉ có đứng việc thả bánh lên chuyền thôi. Rồi băng chuyền nó tự chạy. Ở dưới có một cái cô chủ xinh đẹp hốt bánh. Rồi. Đây là chị chủ. Chị sẽ giới thiệu cái quy trình mà mình sản xuất ra được cái bánh tráng đa mè của Tây Ninh. Là đầu tiên là mình sẽ ngâm gạo. Dạ. Cái khâu chuẩn bị trước tiên là mình ngâm gạo, là mình muốn tráng là bao nhiêu là mình ngâm 3 thùng bánh, 3 thùng bột đó thì mình ngâm 3 thao gạo. Một thao vậy là khoảng bao nhiêu ký chị? Một thao vậy là 20 ký gạo. Mình dùng gạo nở hay gạo dẻo chị? Gạo nở. Mình ngâm rồi khoảng thời gian là bao nhiêu lâu chị? Một đêm, qua đêm rồi sáng rồi mình tẻ nước ra cái mình xay. Mình xay nhuyễn ra thành bột gạo đó. Rồi mình ngâm 3 thùng mè. 3 thùng mè. Mỗi thùng là 20 kg mè. À. Tại ngâm với mình... nước lạnh thôi. Nước lạnh cũng được. Rồi sáng để vô đây là bơ đen ha các bạn. Mình do cho sạch cát sáng, mình do mình rút y như mình rút nếp, rút gạo để mình rồi cho sạch cát. Rồi sao mình ngâm xong rồi mình mới do hay mình do xong mình mới ngâm chị? Ngâm cho nó nở ra. Cát gì cho nó nở ra hết rồi mình mới rút mới sạch. Rồi xong rồi sáng dừa này, bữa nay dừa nó chưa có kịp bỏ, chiều nó mới bỏ. Rồi sáng cái mình sẽ xay dừa nè, xay bột gạo nè. Mình sẽ vô cái thùng này, mình gắn cái này nè vô rồi để mình đánh bột quậy bằng muỗng tương. Ngày mình ráng 3 thùng đầy vậy. 3 thùng này là ba cái mỗi lần mình làm một thêm... thao hay mình chút hết 3 thao? Không, một thao riêng à, mỗi thao mình làm mình gia vị nó mới vừa. Vậy là mè thao đó với một thùng mè mấy bao bột á, mình quy định là mấy bao bột mì nữa, bột mì. Rồi vô đây rồi bao nhiêu rồi, là dừa nữa, dừa là 80 kg dừa vô một thùng này. Một thùng á, anh đẹp trai thả bánh ở trên, chị đẹp gái hứng bánh ở dưới. Xong rồi bà chủ xinh đẹp thì vô bịch. Rồi em 5 bịch mè, 5 bịch tôm. Cái này là có tôm không chị? Chưa, bánh tôm chưa nướng. Bánh tôm chưa nướng hả? Này mình nướng vậy, chừng nào mình nướng bánh tôm dặn chị nó đang nóng vậy, mình vô bịch vậy nó có bị mềm không? Không, nó ấm ấm rồi, nó hạ độ xuống rồi về vừa vừa vậy á. Còn mới ra vậy mình bỏ vô cái nó đổ mồ hôi á. Đúng rồi, đổ mồ hôi ướt nó mềm. Mình cho hạ chút xíu vậy nè. Vậy một cái máy gì mà tiền con nó mua máy cũ lại. Mua máy cũ lại. Còn máy mới. Nếu mà mình mua máy mới là
ở đó nó vận chuyển về cho mình luôn hay sao chị? Ở bên bên chồng nó nướng cái máy tốc độ lẹ lắm chứ không phải như vậy. Cái máy điện, nướng điện nữa, khác nữa. Chiên nướng để mình bỏ mối bánh nướng. Món này là bánh này. Cái này kiểu cái máy này để nướng thử bánh với lại thử bánh ngon hay không rồi với lại nướng bán ít vậy. Chứ còn ta đặt số lượng mà là nhiều đó, nướng không có kịp, cái máy này chậm. Đúng rồi. Dặn thấp rồi Phương. Chị nấu em 5 bịch này với 5 bịch này nha. Thì đó, cái này là thấy tôm tôm quá chừng luôn nè. Năm này năm kia đó. Thì mình năm này năm kia đó. Ôi. Châu đẳng có bánh gì vậy? Nãy có chị Châu là bánh này với bánh này. Nãy bánh sống á. Rồi còn nướng là em nướng hai ba thứ lận, nướng bánh có bánh này rồi có bánh ba vị mấy vị có tất cả mấy vị. Nướng mà cho bánh bể đẳng là ba vị. Ôi vậy hả? Giờ đang nếu giờ mà nướng bánh nướng ba vị nè. Bánh nướng mà thấy có tôm là mặn, còn cái kia là ăn chay được hết. Rồi. Chỉ có bánh nào dây rất của bánh nào mặn, bánh nào là ngọt, bánh nào là sao? Rồi. Bánh này chay ăn chay được nhưng mà nó vị nó hơi mặn mặn, mặn muối á. Phải còn cái bánh ngọt đó, mình ăn cái bánh ngọt trước là đâu mình này cho mình thử bánh ngọt đi, bánh ngọt mà bánh mè không có tôm đúng không chị? Cái này không phải là ngọt lắm, nó hơi bánh ngọt dày được không? Được ạ. Ủa anh để gần quá hình như bánh này hơi nở hay gì á, nở lắm để gần hơi vàng quá đúng không? Nó hơi hai chạy nhanh miếng đi, nhanh xíu bởi vì phải chỉnh đúng không? Để xa xa nhau xíu. Ủa bánh này sao nở dữ rồi ta? Nó nở dữ lắm, còn để gần nữa. Nó đụng nhau luôn á. Bánh này nở ghê thiệt chứ. Ôi chị, mấy cái thùng ở đây là hàng xuất khẩu hay hàng bán ở đây? Trong nước. Vậy hả? Đây là hàng xuất khẩu. Đây là hàng xuất khẩu nha các bạn. Đó. Hàng Tây Ninh của mình nổi tiếng là muối tôm, muối ớt, muối Tây Ninh và bánh đa mè. Và theo lời giới thiệu hồi sáng của các chị là hàng trong nước á. Không phải hàng trong nước là dở hơn ha các bạn, mà là hàng ở trong nước mình á, cái lượng nước dừa nó sẽ nhiều hơn. Về hàng xuất khẩu thì lượng nước dừa ít hơn. Tại vì nếu hàng xuất khẩu mà mình làm nước dừa nhiều quá thì sẽ bị gắt dừa, nó còn gọi là hôi dầu á. Cho nên là cái lượng hàng xuất khẩu sẽ ít dừa hơn. Rồi. Đây. Và hàng Tây Ninh này thì được ở phía Bắc rất là ưa chuộng, nhất là khu vực của Nam Định rất là thích cái bánh đa mè này. Hành tây này nhiều quá vậy chị. Hành tây nè các bạn, còn gọi là hành Đà Lạt á, của hành bự bự á. Cái phần hành này á, là chúng ta cũng làm bánh đa luôn. Ai thích ăn bánh đa có vị hành tây thì mình mới làm ha. Chứ tại vì nhiều người không thích cái mùi hành tây này. Rồi. Đó. Thấy ha. Hồi nãy là vừa chưa đem tới ha. Bây giờ họ đem vừa vô họ giao rồi nè. Đó. Đây. 1
một thao này đó, gạo một thao, đó, một thùng mè và 80 kg dừa ha các bạn, đây 80 kg dừa thì bỏ vô đây để xay một lần, rồi cộng thêm bột mì nữa. Đây mình sẽ quay bột mì cho các bạn xem. Bột mì thì để trong nhà chứ để mưa thì ướt bột mì. Đó, bánh nướng thành phẩm rồi là chị thấy ơi, dân nhận qua nè. Đây. Ôi, bánh nướng thành phẩm rồi kìa. Ôi, hồi nãy giờ công mình thả bánh nè, giờ mình có thành phẩm mình ăn. Đó, chị lấy cái nào lấy đi. Đó, mình là năm bịch tôm, năm bịch mè. Ừ, năm tôm mè chị lấy đi. Cho cọp lấy cái dây có mấy nào đó. Lấy cái đĩa. Cho một cái bịch bỏ vô. Rồi cái ghi ghi tên vô. Ghi ngoài của ai ai vậy dễ hơn. Em lắc khỏi lộn. Nó có nhét.